Không có sống TV xin chào toàn thể các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cho con để bàn nó uống nước cho các bạn nha. Mình đem nước cho nó uống nha. Đem ơi nước này con. Từ từ nước nè. Đó, ghê không? Nè nước nè. Đúng rồi. Hơi nóng á. Nước hơi nóng á. Uống con. Trời ơi, thôi, bó tay nó luôn, nó phá quá rồi, sao ta? Phá quá để mình phải lau dẹp cho để bị chữ chết. Bye.
nha các bạn nha. Nguyên một con hả? Một con đó, mình cắt cũng nhỏ nhỏ nhiều lắm. Để đang bài kia nó thôi. Kia cái lộn kìa, mình uống nước đi nè. Nó nghe nhà cái lộn mà nó ngó đầu không nghe. Nước nè. Em chưa chi nữa ba, nó bệnh lắm. Ủa? Chưa xả tâm mà. Thì chả nước nhỏ cho nó nấu còn vừa luôn. Uống nè. Uống nữa đi. Dạ, dặn gì? Uống. Rồi uống đi. Rồi, bắt đầu mình tắm nó nha các bạn nha. Thì bắt đầu mình tắm nó nha các bạn, các bạn cùng xem nha, mình tắm nó nha. Tống lên chiều mới đi đâu này đây. Này tống xả láng luôn, tống gì tống dịch luôn. Mày lên. Mày lên đi. Mày lên. Rồi mình sẽ zoom gần cho các bạn xem nha. Đây là tấm em nó xong rồi nha. Thật sự là mình nuôi mình chẳng có cột đâu, tại vì mấy bữa nay mình cột là chẳng qua có con nhiều lửa nha đó, sợ nó ăn con nhiều lửa, nó cắn nhiều lửa cho nên mình phải cột nó đó. Rồi á, lát nữa nó tung bay các bạn coi này đó, nó chuẩn bị nó ói cục ấy ra đó, cục dơ ra. Rồi xin chào, hẹn lại các bạn clip sau nha. Các bạn có ngày thứ ba là lao động đạt nhiều thành quả nha. Nếu các bạn thấy hay các bạn like cho mình một chia sẻ nha, để mình có động lực để mình coi như là quay tiếp tục cho các bạn nha.
Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha. Kênh của mình là Phong Cách Sống TV. Rồi các bạn bấm những chuông nha để có những cái video mới nhất các bạn xem nha. Xin chào và hẹn lại các bạn nha.